Báo chí Tây Ban Nha xem trận giao hữu thắng Việt Nam 9-0 sáng nay là màn tổng duyệt hoàn hảo của thầy trò huấn luyện viên Jorge Vaya trước World Cup nữ 2023. Tờ Marca đưa tin với tiêu đề Tây Ban Nha đè bẹp Việt Nam trong bài kiểm tra cuối cùng trước World Cup, đánh giá đội nhà thống trị trận đấu từ đầu đến cuối. Trong khi đó, tờ Mundo Deportivo gọi Việt Nam là đại diện châu Á dưới cơ. Trong trận đấu tại sân MC Lennon Park sáng nay 14 tháng 7, hai đội thống nhất xem như trận đá tập kín, không có khán giả, truyền thông tác nghiệp và được thay người không giới hạn. Tây Ban Nha chỉ ghi 2 bàn trong hiệp 1, trước khi bùng nổ trong hiệp 2, tờ AS nhận định không gì ngăn cản được Tây Ban Nha, kèm bình luận, đội không quan tâm đây là trận đấu tập với việc không tính kết quả. Mục tiêu của họ chỉ là giành chiến thắng và ghi bàn. Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ, còn Tây Ban Nha có lần thứ 3 nhưng đẳng cấp hai đội hoàn toàn khác biệt. Tây Ban Nha đã hoàn thành được nhiều mục tiêu ngoài chiến thắng, như kiểm tra những cầu thủ ít thi đấu và không để thủng lưới, không hề có sự quên lãng phòng ngự, ký giả Amalia Fra của AS viết. Tây Ban Nha như một bức tường với Irene Paredes trên sân. Không còn bài kiểm tra nào nữa, và chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng vào World Cup. Trang chủ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha AFIF khen ngợi các cầu thủ có chiến thắng với màu sắc bay bổng. Bài viết có đoạn, đoàn quân của Jorge Vaya đã thể hiện lối chơi đẳng cấp bậc nhất và gắn kết. Việt Nam cố gắng ngăn chặn sự luân chuyển mượt mà, nhưng sức tấn công liên tục của Tây Ban Nha đã tạo cảm hứng suốt trận. Hạ Việt Nam 9-0, Tây Ban Nha nối dài mạch thắng lên 6 trận. Tính trong 24 trận từ năm 2022, đội mới thua 3 trước Đức 0-2, Anh 1-2 ở Euro nữ 2022 và 2-3 Australia ở Cup of Nations 2023. Tây Ban Nha sẽ đá trận ra quân World Cup nữ 2023 gặp Costa Rica ngày 21 tháng 7, rồi lần lượt đấu Zambia và Nhật Bản. Thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha là vào vòng 1/8 năm 2019, khi họ thua 1-2 Mỹ đội sau đó lên ngôi vô địch.